Hôm nay em chia sẻ về cái quy trình mà sử dụng NPK sau khi phục hồi cây để cho năm sau làm trái ha. Quy trình của Bảo Minh như thế này. Đầu tiên là sau khi cây thu hoạch, đối với những cây như vậy thì mình gãi khoảng 2 kg DAP 18460, thì mình sẽ gãi những cái dòng phân có lân cao và đạm để cho cây nó ra rễ mạnh, là nó tạo tán phục hồi cây sau khi thu hoạch. Đó, cử đầu tiên, cơ đoạn đầu tiên là mình xài DAP và cộng thêm một số dòng, ví dụ như rót, BM rót của Bảo Minh, hoặc là cái canh tưới kích rễ bung đọt, xô kích rễ bung đọt cộng vô để cho nó phát triển, cho rễ nó ra mạnh để nó hấp thụ cái NPK là cái DAP. Và sau cái đợt đó hoàn thành thành thục sau, chuẩn bị qua cơ thứ hai, thì cơ thứ hai thì mình sẽ bón phân gì? Cơ thứ hai thì khi mà lá chuyển qua lụa như thế này đó, thì mình chuẩn bị mình rải thêm một đợt, ví dụ như cây này thì mình rải khoảng 2 kg 30 10 10 đó, là để lấy cơ thứ hai để cho nó đi tược đi đọt cho nó mạnh. Và giai đoạn này thì mình cần lượng đạm cao, mình cũng tiếp tục tưới cái can 30 10 hoặc là mình tưới xô kích rễ bung đọt để cho hỗ trợ bộ rễ dưới để cho nó hấp thụ NPK tốt hơn. Thì giai đoạn này thì mình có thể gãi thêm hữu cơ BMFE thì bổ sung vô thêm giai đoạn này để cho giúp cho xốp đất, tăng pH đất để cho cây nó hấp thụ tốt hơn. Và cái qua nếu mà trường hợp cái cơ đợt thứ ba, nếu mà cái vườn này thì chuẩn bị qua cơ thứ ba nè, thì lá cũng bắt đầu lụa như thế này, thì bắt đầu là mình sẽ gãi một cái cử NPK, và cử cuối này mình gãi khoảng 1 kg thôi, 1 kg 3 số đều, 3 số 15, 3 số 16 hoặc 3 số 17 đều, để nâng hàm lượng kali lên cao để cho cái bộ khung nó vững chắc. Và khi mà nó lá nó chuyển lụa về rồi, bắt đầu mình tiến hành vô làm bông luôn, mình gãi gãi lân tạo mầm làm bông luôn. Thì cái cử sau thì mình cử cuối cùng cái cơ đợt thứ ba thì mình nên đánh 3 số đều để mình tiện mình thứ nhất cứng cây, và thứ hai nữa bộ lá nó dày, và thứ ba nữa là mình sẽ dễ làm bông hơn đó. Đó là những cái em chia sẻ quý bà con xài cái quy trình mà bị bón phân cho cây để đạt hiệu quả cao. Bảo Minh, chất lượng luôn tiên phong.